quần đấy. Chào các chị nha. Các chị đâu hết rồi ạ? Các chị lên đi để em like bộ với cả áo khoác len nhá. Em like bộ với nhiều rất nhiều áo khoác len đẹp nhá. Livestream của em share lên các hội nhóm cho em nhá, các chị chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Xin chào Lộc nhá, các chị yêu đâu rồi, các chị đâu hết rồi ạ? Các chị chia sẻ bài cho em đi, các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Hôm nay em sẽ lên bộ áo khoác len, áo len nhá các chị nhá. Em sẽ lên bộ áo len và áo khoác len nhá các chị nhá. Hello Bình Châu, hello anh Nguyễn nha, em chào chị Ngọc Lan nha, em chào Phạm Hoa nha, em chào tất cả các chị nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình cho em nhá, các chị chia sẻ nhiệt tình cho em nhá, để lấy được một em like nào nhá. Có ai thích bộ em đang mặc không ạ? Có ai thích bộ em đang mặc không ạ? Bộ em đang mặc bao nhiêu? Bộ em đang mặc 200k nhá chị nhá. Bộ em đang mặc 200k nhá chị nhá. Bộ em đang mặc là 50kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Bộ này mặc ấm lắm đây này, chất thích lắm đây này. Em bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Bao giá cho các chị luôn nhá. Đây mình xa cho các chị ngắm. Bộ em đang mặc có 200k thôi. 200k luôn các chị nhá. Khoác lên em. Ok Nguyễn Minh Huế nhá. Xin chào Phương Lê, xin chào Đăng Thục nhá. Chưa được cực 3 phút mà gọi. Size to à chị Bình Châu bao nhiêu cân ạ? Chị Bình Châu bao nhiêu kg đấy ạ? Bộ em đang mặc chỉ từ 50kg đổ xuống mặc vừa thôi chị nhá. Em có bộ này tầm 55kg đổ xuống mặc vừa này chị ơi. Em có bộ này tầm 55kg đổ xuống mặc vừa này chị ơi. Em có bộ này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá chị Bình Châu nhá. Quay đây ạ, khoác len đây ạ. Khoác lên đây chị ơi, để dặn nhanh các chị nha. Nào, đây cái gì đấy? Đây chị nào vừa hỏi khoác lên đây ạ. Lên đây các chị ơi. Khoác len này 180k nhá, khoác len 180k nhá, màu hồng đất nhá. Khoác len 180k màu hồng đất nhá các chị nhá. Khoác len 180k. Xin chào Hà Vũ, xin chào Vũ Mai nhá. Chị mua lần trước rồi à, chị Nguyễn Minh Huế. Bộ em đang mặc 200k nhá chị nhá. Bộ em đang mặc 200k nhá, dành cho người từ 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá chị nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa chị ạ. Xin chào gái cuốn vòng, xin chào Ngọc Anh Nguyễn nhá. Em chào tất cả các chị ạ. Các chị đang xem livestream của em share lên các hội nhóm cho em với. Thích bộ em đang mặc nhưng chị 55 cơ. Chị ơi nhưng bộ này nhỏ lắm, 50kg đổ xuống mới mặc vừa cơ, 55kg lại không mặc được rồi. Cái sắc váy trắng.
còn kiểu này thôi, có màu hồng đất này với màu xanh nhá. Còn áo len thì em có chiếc khoác len. Bạn bộ bạn mặc bao nhiêu bộ? Bộ mình đang mặc 200k nhá các chị nhá. Bộ mình đang mặc 200k nhá. Có áo rời không? Kiểu cách chút. Em có áo len rời nhá. Em có áo len rời nhá các chị nhá. Xin chào Tường Vi nhá. Khoác len đang cầm khoác len này 180k nhá chị nhá. Và Ái Vân nhá, xin chào Phương Thu, em chào tất cả các chị nhá. Khoác lên em đang cầm này là 180k nhá các tình yêu nhá. 180k nhá. 180k ạ. Lý Thắng, xin chào Lý Thắng nhá, em chào chị Lý Thắng nhá. Xin chào Hương Nguyễn nhá, khoác lên em đang cầm trên tay này là 180k nhá các chị nhá. 180k các chị ạ. Nhá các chị nhá. Em có duy nhất hai màu, màu hồng đất em đang mặc với cả màu xanh này nhá. Em còn duy nhất hai màu nhá. Màu hồng đất với cả màu xanh em đang cầm trên tay nhá các chị nhá. Đây áo khoác len đây chị yêu, em mặc áo khoác len đây. Khoác len này thì mình mặc một cái áo dây mỏng bên trong, hoặc áo thun hoặc là áo len mỏng ấy. Chứ còn bên trong này em đang mặc cái áo nỉ này, nên là nhìn nó hơi rộng một tí, nhìn nó hơi bình thường. Áo len này lên dáng đẹp lắm. Hoặc là mình mặc cái váy body bên trong nó khoác lên cũng đẹp nhá. Nhưng đi thì sao đi rồi nhá. Cho xem áo len. Áo len đây em ơi, áo len đây. Em còn bộ này rất là xinh luôn nha, em còn bộ này rất là đẹp luôn nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị lúc nãy vừa hỏi bộ đâu rồi ạ? Bộ này quá là đẹp luôn này chị yêu ơi. Bộ này đẹp này. Có ai thích bộ này không để em lên dáng cho mọi người xem nhá. Có ai thích bộ này không để em lên dáng cho mọi người xem nhá. Bộ em đang cầm trên tay này rất là đẹp luôn này. Này bao nhiêu chị ơi? 200. Bộ em đang cầm trên tay 200k nhá các chị nhá. Khoác len là 180k nhá các bạn nhá. Khoác len mình đang khoác là 180k nhá. Bộ mình đang cầm trên tay này. Bộ này là 200k nhá. Bộ này mặc lên xinh lắm đây này. Bộ này này. Chị nào thích thì để em lên dáng cho nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Khoác len là 180k nhá. Đây là màu hồng đất nhá. Bộ con chim mình mua rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hương Nguyễn nhá. Bộ con chim đấy đẹp mà. Bộ con chim đấy đẹp, đẹp vãi luôn ý. Bây giờ em mà mặc lên thì khối các chị tranh nhau. Em khoác lên còn màu xanh này nữa nhá. Màu xanh này cũng rất là đẹp này. Em còn màu xanh này nữa nhá. Khoác lên còn màu xanh này nữa nhá. Xin chào Vũ Mai nhá. Bộ mặc trong người còn không ạ? Bộ mình đang mặc trên người còn nhá. 200k nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Kiều Lương Phan nhá. Phan Kiều Lương nhá. Bộ mình đang mặc bên trong là 200k nhá. Còn duy nhất một bộ 50kg đổ xuống mặc vừa. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Thế là nhiều quá nên chưa có mình không mình. Là cái nào nó nhận lên. Em còn nhiều áo len xinh lắm đây này. Còn nhiều áo len xinh cực. Bây giờ 22 à cô cho em. Cô cho em thử. Đây này em còn nhiều áo len xinh lắm. Còn chàng sáng. Mà chất đẹp lắm đây này. Có ai chốt áo khoác len em đang mặc không? Có ai chốt áo khoác len em đang mặc có hai màu nhá. Một màu hồng đất với cả màu xanh em đang mặc 180k. Chị nào chốt khoác len thì ghi khoác len kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Khoác len kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Có ai thích bộ em đang mặc không? Bộ em đang mặc là 200k nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. Chị nào chốt bộ này thì ghi bộ sao kèm số điện thoại cho em qua mẫu nhá. Chị nào chốt bộ này ghi là bộ sao kèm số điện thoại cho em qua mẫu nhá. Không thấy chị chơi thì cô Mạnh Tân. Vâng.
Chim em đang mặc đây nhá, bộ chim em đang mặc đây nhá, 200k nhá các chị nhá. Bộ chim em đang mặc đây 200k nhá. Bộ này 55kg để xuống mặc vừa chị. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Bộ chim em đang mặc 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Lên bộ con chim đẹp quá, lại không có mà bán đâu. Em còn duy nhất một bộ con chim này em bán nốt chị ạ. Có áo phao lông vũ ngắn không bạn? Mình có áo phao lông vũ ngắn nhá. Có áo phao lông vũ ngắn nhá. Áo len khoác giá bao nhiêu? 180k nhá, Trần Liễu nhá. À Trần Liêu nhá. Áo khoác len là 180k nhá. Đây em vừa thức áo len này xinh cực. Này hai cái thay nhỉ? Em ạ. Bây giờ bảo cô ơi, cháu luyện nhận được áo phao của cô. Xin chào Đặng Mỹ Huệ nhá. Cái bộ con chim này đẹp quá. Có chị nào lấy bộ chim không ạ? 55kg đổ xuống mặc vừa. Bộ chim 55kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Xin chào Hiền Bùi. Em chào tất cả các chị nhá. Các chị đang xem livestream chia sẻ cho em ạ. Xin chào Phạm Thu Dung nhá. Bộ chim em đang mặc 200k nhá các chị nhá. Chỉ có 200k thôi ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Xin chào Thanh Thúy Vũ nhá, xin chào Nguyễn Thị Nhân nhá. 62kg có mặc vừa áo khoác len không? 62kg có vừa, vừa áo khoác len nhá chị nhá. Vừa áo khoác len nhá chị Kiều Anh nhá. Vừa áo khoác len ạ. Xin chào Hoàng Nghiêm nhá. Áo khoác len chị mặc vừa đấy ạ. Chị mặc màu nào? Chị có hai màu này, màu xanh với cả màu hồng đất này. Màu xanh với cả màu hồng đất này, chị mà nhận hàng về chị sờ chất thì chị mê luôn đấy ạ. Chất len mịn lắm mà dày lắm, không phải cái loại mỏng đâu. Dày lắm đây này, mềm mịn thích cực đây này, em giơ gần cho xem. Không bay không xù luôn nhá. Không bay không xù luôn nhá chị nhá. Đợi chị một chút hai quần đi. Khoác len có hai màu đấy chị, của anh Kiều Anh, của anh Kiều Anh. Chị Kiều Anh lấy màu nào ạ? Lấy cái màu hồng đất để xinh này. Màu xanh này rất là xinh này. Có áo da măng khô. Áo da măng khô, áo da măng khô, áo da măng khô. Len măng khô. Len 180k nha em yêu ơi. Có áo da măng khô. Áo da à? Có nhá. Có áo da kiểu có áo da tròn nhá. Có áo dạ tròn cho 58kg có không nhỉ? Không có dạ măng tô chị ạ, chỉ có dạ này thôi. Đây là măng tô. Không phải măng tô chứ. Dạ đây là hỏi dạ. Không có măng tô. Có dạ. Hỏi dạ măng tô chả hiểu. Kiểu tức là nó dán thì dán. Màu này à? Màu này là màu tím cẩm nhá em yêu. Màu này màu tím cẩm nhá. Bộ mình đang mặc màu tím cẩm nhá. Còn duy nhất một bộ nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 200k nhá. Có khoác len ngắn hơn, có cúc không? Em không có đâu chị ơi. Em không có đâu nhá. Em không có khoác len ngắn đâu nhá. Bộ chị mặc 200k nhá. Bộ chị mặc 200k nhá. Mặc cho mình xem với. Ok Kiều Anh nhá. Bộ chị mặc duy nhất còn một bộ 200k này. Duy nhất một bộ 200k 55kg đổ xuống mặc vừa để ai nhanh tay thì chốt. Để lại cú pháp cho em là bộ chim kèm số điện thoại. Bộ chim kèm số điện thoại nhá. Đây áo len em ơi. Màu hồng đất đây. Alo chị đấy, đấy bà chưa gọi lại. Em ở bên shop Phương Tiến ạ. Khoác len đây nhá. Khoác len đây nhá.
khoác len lên em mặc đây, 62kg đổ xuống mặc quá vừa luôn, mặc vừa luôn nhá, chất len mềm mịn, bao giá bao chất cho các chị luôn, len Quảng Châu luôn nhá. Alo ạ. Em có màu hồng đất này với cả màu xanh nhá. Màu hồng đất với cả màu xanh này nhá. Cơ bản là em mặc cái áo bên trong nó là nỉ nên nhìn nó hơi thùng thình ấy. Mọi người mặc một chiếc áo thun mỏng, một áo len mỏng hay là một chiếc áo quai dây hay là váy body bên trong ấy thì đẹp hơn. Xin chào Lò Yến nhá. Chị hỏi là hôm nay chị ở tỉnh nào vậy? Em hôm nay chị đang chị bệnh. Xin chào Lò Yến, xin chào Trần Vy, em xin chào tất cả các chị nha. Ai chốt? Cái đấy gọi lại chưa? Một áo dạ luôn, áo phao ạ. À? 900 bao nhiêu? Nguyễn Thủy ơi, bộ mình đang mặc 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa, có ai chốt? Có ai chốt áo len này không? 180k nhá. Ai chốt áo len này thì ghi là len len hồng kèm số điện thoại cho em. Len hồng kèm số điện thoại cho em. Còn ai chốt áo len màu xanh này thì ghi là len xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Len xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Ai chốt bộ chim này thì ghi bộ chim kèm số điện thoại cho em. Bộ chim kèm số điện thoại cho em, em qua mẫu nhá. 30k tiền ship là 930.000 đúng không ạ? Vâng, phía trên đơn em ghi là bao nhiêu chị? Dạ là bao nhiêu ạ? 1.010.000 là trên. Có áo dạ nhá, lát mình lại áo dạ nhá, có áo dạ nhá tình yêu nhá, có áo dạ nhá. Chị ở đâu hả chị? Có ai chốt bộ chim này thì ghi bộ chim kèm số điện thoại cho em. Bộ chim kèm số điện thoại cho em. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nha các chị nhá. Vâng, cái điện thoại này đang ở đấy hay sao ạ? Bên em lại không có đồng tiền chị ạ, chị cứ nhận hàng đi mà trường hợp mà không vừa hay sao thì em cho chị đổi ạ. Bây giờ dạ họ báo là 1.010.000 hả chị? Vâng, thế để em tí họ đến nơi thì chị bảo họ gọi điện lại cho em nhé, sau đây em bảo họ chỉ lại tiền cho ạ. Vâng, tí hơn tí khách đến thì chị cứ biêu điện đến đi cho em nhé. Vâng. Còn bộ xanh lúc đầu mặc không? Em còn bộ xanh lúc đầu mặc nhá. Em còn bộ xanh lúc đầu mặc nhá. Chị Kiều Lương, Phan Kiều Lương nhá. Em còn bộ xanh lúc đầu ạ. Chị Kiều Lương, Phan Kiều Lương đặt hàng để lại cú pháp cho em. Bộ sao kèm số điện thoại nhá. Bộ sao kèm số điện thoại cho em nhá. Pha lông vũ ngắn đi. Ok Kiều Anh nhá. Em lên lốt bộ đã. Em lên lốt bộ đã. Xem không ngắn nha. Kiều Anh. Có bộ này nữa các chị ơi. Alo ạ. Em có bộ này nữa nhá các chị nhá. Vâng ạ.
chiến đi hả? Đây là gì hả chị? Em có bộ này nữa các chị nhá, em có bộ chữ nha các chị nhá. Em có bộ chữ này nữa các chị nhá. À vâng vâng chị ơi. Dạ. Em có bộ chữ này nữa nhá. 55kg đổi số mặc vừa, 55kg đổi số mặc vừa nha các chị nhá. Cho mình xem lại bộ sao với. Ok chị, chị cho em địa chỉ đi. Không, bài bay bay là bài bay rồi. Ok, em chốt cho chị Phan Kiều Lương bộ sao. Hết bộ sao nữa em chốt cho chị Phan Kiều Lương. Chốt cho chị Phan Kiều Lương bộ sao rồi nhá. Bộ chim đẹp thế mà không ai chốt à? Bộ chim đẹp như vậy mà không ai chốt à? Bộ em đang mặc cũng 200k nhá. Bộ em cũng đang mặc bộ em đang mặc cũng 200k và 55kg đổ số mặc vừa nha các chị nhá. 55kg đổ số mặc vừa ạ. Bộ em đang mặc 200k nhá chị yêu nhá. Đây ạ, bộ chim đẹp. Phan Kiều Lương chốt sao rồi. Bộ chim đây nhá chị ơi, bộ chim đây nhá, bộ chim đây nhá, bộ chim đây nhá. Bộ chim bán 200k nhá. Bộ chim còn một bộ duy nhất 200k nhá. Bộ chim duy nhất còn một bộ 200k nhá các chị nhá. Duy nhất một bộ 200k 55kg đổi số mặc vừa. Ôi giời ơi, lại còn bắt mặc lại bộ sao á. Em chốt cho chị rồi mà chị Phan Kiều Lương. Bộ đấy đẹp mà. Shop em ở đâu vậy? Km mấy để chị đến shop lấy. Ngọc Bích à, em ở chỗ này là km mấy chị? Em ở km 3 nhá. Em ở cây 3 nhá. Ở chỗ đường rẽ và khe xến ý. Em ở km 3 chỗ đường rẽ và khe xến ý chị ơi. Đây bộ chim đây nhá. Màu này là màu tím cẩm nhá. Màu này là màu tím cẩm nhá. Màu mình đang cầm ở ngoài nó cũng y như trên livestream ấy các bạn. Nó y như màu trên livestream ấy, không khác đâu nhá. Chất vải này là vải gì? Đây là cốt tông co giãn mềm nhá. Vải đẹp luôn nhá. Không bay, không xù, không cắn chỉ nhá. Đây là chất cốt tông mềm mịn luôn nhá. Xem quần bộ chim. Đây chị ơi, quần bộ chim đây. Quần bộ chim đây chị ơi. Đây nè. Quần bộ chim đây nhé. Bên em không cho đồng kiểm đâu Phi Thái, không cho đồng kiểm đâu nha chị. Chị cứ nhận hàng cho em, trường hợp mà bên em gửi sai hàng hay là sai số hay là sai mẫu cho chị thì chị bọn em sẽ đổi trả cho chị nhá. Lấy chim. Trần Thị Sinh lấy chim. Trần Thị Sinh lấy chim để lại cú pháp bộ chim kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ chim kèm số điện thoại cho em nhá. Em còn duy nhất một bộ chị nào nhanh tay thì được nhá. Trần Thị Sinh comment đi ạ. Chị lấy bộ chim để lại số điện thoại cho em. Trần Thị Sinh để lại số điện thoại cho em để bên em gọi điện chốt luôn bây giờ nhá. Trần Thị Sinh để lại số điện thoại đi để bên em gọi điện chốt luôn bây giờ nhá. Bộ chim này quá đẹp luôn, chị nào không lấy thì quá là quý. Em chốt cho Trần Thị Sinh rồi nhá. Chị để lại số điện thoại cho em đi. Ai để lại số điện thoại trước thì em chốt nhá. Bộ mình đang mặc 200k nhá. Bộ mình đang mặc trên người 200k nhá các bạn nhá. Bộ mình đang mặc trên người 200k nhá. 55kg đổ số mặc vừa. Ok, chốt cho Trần Thị Sinh bộ chim. Chốt cho Trần Thị Sinh bộ Trần Thị Sinh bộ chim. Em là chị ạ, chị Kiều Lương Phan đến chưa mình lấy ạ. Chị bảo là lấy được cái kia nếu mà sợ trả hoàn đấy. Em gọi về thì gửi tiền em mua cái đấy. Bộ mình đang mặc 200k nhá. Bộ mình đang mặc 200k nhá các bạn nhá. Mình hết bộ chim rồi các bạn ơi, mình hết bộ chim rồi nhá. Mình hết bộ chim rồi nhá. Đã vừa chị nhá. Bao nhiêu cân đấy? 47. Ui 47 cân mặc vừa đẹp. Dạ. Bộ kẻ xong chưa? Bộ em đang mặc 200k nhá. Bộ em đang mặc 200k nhá các chị nhá. Bộ em mặc
200k nhá các tình yêu nhá. Ai đặt bộ này ghi là bộ kẻ kèm số điện thoại cho em. Bộ kẻ kèm số điện thoại 55kg đủ số mặc vừa. Lên phao ok, chờ em một chút. Bộ em đang mặc có loại 60kg không? Em không ạ. Lên bộ khóa, bộ không khóa đi chị. Lên phao xong phao ngắn đi chị mua thêm. Bộ không khóa, mình hết mất bộ không khóa rồi. Hết bộ không khóa rồi, mình chỉ còn duy nhất một bộ đang cầm ở tay với một bộ mặc ở trên người thôi. Mình còn duy nhất bộ đang cầm ở trên tay với bộ mặc ở trên người thôi nhá các chị nhá. Em còn duy nhất bộ em mặc ở trên người với bộ em đang cầm ở trên tay thôi các tình yêu ạ. Đồng giá 200k một bộ, đồng giá 200k một bộ 55kg đổ số mặc vừa nhá. Em nhận được áo dạ rồi nhé, cảm ơn chưa nhé. Ok, cảm ơn Bích Trần nhá. Cảm ơn Bích Trần nhá, hàng có đẹp không Bích Trần, lần sau lại mua ủng hộ cho mình nhá. Cho bộ mặc trên người em nhé. Em cam kết với chị Thu Hương, với chị Trà Hương, Hương Trà là hàng chị nhận được là tất cả những sản phẩm mà em đang livestream nhá. Màu thật này, chất thật đấy. Ok, chốt cho chị Hương Trà bộ em đang mặc. Chốt cho chị Hương Trà bộ sọc em đang mặc nhá. Chốt cho Hương Trà bộ sọc em đang mặc nhá. Còn cái bộ kia là từ 50 cân trở lên, 53 cân nhập. Bộ em chuẩn bị mặc ấy, 52, 53 cân. Đây em còn bộ này nữa các chị ơi, xin chào Hương xem nhá. Áo phao 45 tuổi còn hàng không chị? Còn nhá, còn nhá anh Phan nhá, mình còn hàng nhá. Lát mình lên áo phao cho người trung tuổi nhá. Lát mình lên áo phao nhá. Cho em xem dạng ngắn được không chị? Xíu thôi em ơi, chị like hết mấy bộ này đã, chị like nốt bộ này đã nhá. Em còn duy nhất một bộ này. Bộ này 240. Em bon hoa nãy em bảo đồng giá 200 phút tiến ạ. Trên anh chị của em 130. Có bộ màu tím. Bộ này 200 hết ạ. Ờ, bộ này 200. Chị cho em hỏi chị bao nhiêu cân ạ? Chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 15 tuổi ạ. Mua cho con chị ạ. À, cho con ạ. Chị cho chị nghỉ em về hàng của chị vậy ạ. Bộ em đang mặc cái gì ạ? 52kg đổ lên mặc vừa nhá. Bộ em đang mặc 52kg đổ lên mặc vừa nhá. 52kg trở lên mặc vừa nhá các chị nhá. 230k. Thôn có quần thôn 7. Cúc zin không em? Quận 7. Đồ dáng đẹp chất ok lắm. Em cảm ơn Bích Trần nhá. Em cảm ơn chị Bích Trần nhá. Chị ơi. Bộ kẻ sọc vừa rồi em đã bán rồi ạ. Em đã chốt cho người khác rồi ạ. Ok, rượu đinh rượu chờ mình một xíu nhá. Bộ em đang mặc từ 52kg đổ lên mặc vừa nhá. 52 đổ lên 60kg mặc vừa nhá các chị nhá. 52 đổ lên 60kg mặc vừa nhá các chị nhá. 230k. Xin chào chị Giải nhá. Em lấy bộ chị bộ nâu ý. Bùi Linh bộ nâu nào em? Bộ nâu là em. Tất cả những bộ chị mặc chị đều chốt hết rồi nhá. Em còn duy nhất một bộ em đang mặc trên người này nhá. Em còn duy nhất một bộ em đang mặc trên người này 52kg đổ lên mặc vừa nha các chị ơi. 230k bộ em đang mặc nhá. 230 bộ của em đang mặc nhá. Từ 52kg đổ lên mặc vừa nha các chị nhá. 52kg đổ lên mặc vừa ạ. Những bộ em mặc lúc trước là em chốt hết rồi nhá. Đã có người, đã có chủ hết rồi nhá các chị nhá. Em chỉ còn duy nhất bộ em đang mặc trên người này, 52kg trở lên mặc vừa. 52kg trở lên mặc vừa nha các chị. 52kg trở lên mặc vừa nhá. 230k nhá. Còn bộ màu đen không em? Không có màu đen đâu chị ơi. Ok chị Trần Thị Sinh nhá. Bộ vừa rồi ý chị, bộ vừa rồi chị chốt rồi, có người chốt rồi em ơi. Bộ vừa rồi có người chốt rồi nhá. 60kg vừa bộ em đang mặc nhá. Bộ này đẹp mà. 60kg vừa bộ em đang mặc nhá. 60kg vừa bộ em đang mặc nhá. Em mặc nó hơi bị rộng, nó bị rộng. Sí.
ship bao nhiêu em? Ship 25k nhá. Ship 25k nhá chị nhá. Ship cốt tỉnh. Ship cốt tỉnh 25k nhá. Em ra lấy gì đi? Bộ em đang mặc 60kg nhá, chị nào chốt không ạ? Bộ em đang mặc là từ 52 đổi lên 60kg mặc vừa nhá, có chị nào chốt không ạ? 444 điện biên cho chị đi. Tiếc quá. Đấy, bộ đẹp mà nó chỉ còn những một bộ, nó chỉ còn duy nhất là à mỗi dáng nó chỉ còn duy nhất một bộ, thế nên là phải chốt nhanh. Em kết bộ đó. Ừ, bộ ý đẹp mà. Còn ai chốt bộ này không để em qua mỡ ạ? Còn ai chốt bộ em đang mặc không để em qua mỡ ạ? Còn ai chốt không ạ? Bộ em đang mặc là từ 52kg đổ lên mặc vừa là 0.53 ạ. Bộ này bao nhiêu? 53kg đổ lên mặc vừa nhá. 53kg đổ lên mặc vừa 230k nhá. Bao nhiêu tiền bộ này em ơi? Bộ này 230k nhá chị nhá. Bộ này 230k nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Chất mềm dày dặn luôn nhá. Co giãn luôn nhá. Thơm mùi mới luôn. Bộ này bao nhiêu tiền? Bộ em đang mặc 230k nhá. Còn duy nhất một bộ chị nào nhanh tay thì còn nhá. Em còn duy nhất một bộ thôi ạ. 52kg đổ lên mặc vừa. 52kg đổ lên mặc vừa nhá. Alo. 230k. Ai chốt thì ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em. Hay để cho alo em bộ đó. Bùi Linh em bao nhiêu cân? Bùi Linh bao nhiêu cân nhở? Bùi Linh em bao nhiêu cân? Bộ này đẹp mà. Bộ này đi giày đôi giày thể thao màu trắng ấy, hoặc màu đen lên thì xinh lắm. Đi chơi đều được nha, đi chơi, đi để chơi, đi ăn hay đi thể dục hay đi bộ đều được nhá. Ai chốt nhanh lại, còn duy nhất một bộ này thôi, ai không chốt thì tiếc. Tại vì chất của nó vô cùng là đẹp luôn, đẹp vô cùng, em bao giá bao chất cho các chị luôn. Hàng các chị nhận được là sản phẩm em đang livestream nhá, nên các chị yên tâm. Bao tiền em, ai đặt bộ đỏ này ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Theo cú pháp bộ đỏ kèm số điện thoại cho em để em qua mẫu nhá. Bộ này 50kg mặc rộng em ơi. Bùi Linh ơi, 50kg mặc rộng đấy em ơi, không mặc được đâu nhá. Mặc nó bị rộng ấy. Alo ạ. 50kg mặc bộ này rộng đấy em yêu ạ. Ai chốt bộ này ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. 52-53kg trở lên mặc vừa. 52-53kg trở lên mặc vừa nhá các chị nhá. Năm hai kg đổ lên mặc vừa nha các chị nhá. Ai chốt ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em. Em chỉ lấy bộ màu nâu đấy. Bộ màu nâu đấy có người chốt mất rồi. Ôi mày, chị đặt một bộ 220.000 bên em không ạ? Em lên áo len rồi nhá. Em lên áo len rồi nha các chị. Bộ chị vừa mặc 230k nhá. Yêu nhá em nhá. Bộ chị vừa mặc 230k nhá. Hôm bộ chị vừa mặc 230k nhá. Chị không có ấy, chị đang tìm máy nào từ đấy đâu nhỉ. Đây, áo len nè. Có ai thích áo len này không ạ? Có ai thích áo len này không ạ? Có ai thích áo len em đang mặc không ạ? 55kg vừa nhá. Bộ nâu có người chốt em ơi. Bộ nâu chị chốt cho người khác rồi nhá Bùi Linh nhá. Bùi Linh theo dõi Facebook của chị đi, ngày mai ngày kia chị lên bộ rất là nhiều bộ mới về nhá, rất là nhiều hàng mới về, bộ rất là đẹp nha Bùi Linh nhá. Vi Thái 55kg mặc vừa đẹp nhá. Vi Thái 55kg vừa nhá, vừa xinh luôn nhá. Vi Thái đặt hàng để lại cú pháp bộ đỏ kèm số điện thoại nhá. Để lại cú pháp bộ đỏ kèm số điện thoại cho mình nhá. Có ai thích áo len em đang mặc không? Áo len em đang mặc này, áo len cánh rơi này. Nếu mà mờ thì em mặc được. Mờ, còn một cái mờ xe. Ai thích áo len em đang mặc không? Mọi người để như thế này cũng được nhá. Để như thế này ai kiểu không thích kiểu điệu điệu ấy. À, thích kiểu điệu ấy, kiểu tranh tả ấy thì để lệch vai cho mình nhá. Chị thử em 49 cân. Đây, chị em vừa đây. Em vừa thay L, em vừa thay L đấy luôn. L màu nâu. Màu nâu tay. Ừ. Ờ đấy, nó chính là màu đấy đấy. Thì đấy là 450.000 là cả đai cả áo len bên trong luôn đấy.
chị nha, chào tất cả các chị nha. Không, em chỉ thích bộ đó thôi, em không có thời gian nhiều ý. Vậy thì hết rồi, em yêu nhá. Có ai thích áo len em đang mặc không? Có ai thích áo len cánh rơi em đang mặc không? Ai thích áo len cánh rơi em đang mặc không ạ? Áo len cánh rơi em đang mặc này. Chút áo đẹp rồi đấy. Đằng sau. Thế á. Mà cái đấy mặc được thời tiết trong đấy. Chị còn đấy, còn cả đen trắng nâu, đủ ba màu luôn. Có đen. Có ai thích áo len mình đang mặc không? Áo len cánh rơi mình đang mặc nhá. Ừ, màu đen trắng, màu trắng đen. Ví dụ áo trắng thì là chữ đen, còn áo đen thì là chữ trắng. Đấy. Mình lấy màu đen nhá, xong rồi lấy set nơ, váy nơ đúng không? Áo mình đang mặc cái hả? Yên mình check tá đấy. Ok, váy nơ này áo len bao nhiêu? Áo này ấy. Áo này 160k nhá. Áo cánh rơi em đang mặc 160k nhá các chị nhá. 160k này, về mọi người mặc với chân váy này, mặc với quần da này, hay với quần dạ, hay với quần da, hay với quần legging ấy, xong đi với đôi giày cao gót hay là bốt lên đều đẹp nhá. Có phao mới rồi ạ em. Chị Dung em vẫn chưa về phao mới đâu. Vẫn chưa về phao mới đâu, cái màu chị thích ấy. 470.000 đấy. Chị Dung làm màu hồng đất đúng không? Có một em có một cái áo phao màu hồng đất đấy. Chị Dung comment chiều cao cân nặng đi, lát em tìm cho. Chị Dung comment chiều cao cân nặng đi, lát em tìm cho nhá. Đứng lên em xem dáng thế. Chị Dung nhá. Comment chiều cao cân nặng đi. Đây nhá. Dáng của áo len đây mọi người mặc với chân váy hay với quần da ấy, với quần dạ xong đi đôi bốt lên thì có sẵn chảnh chênh xảo luôn nhá. Đây là em mặc với cái quần này nó không liên quan gì đến nhau cả. Mọi người mặc với cái này, mặc với lại quần legging, quần da này, hay quần đùi da, hay váy da, hay quần dạ, xong đi đôi bốt lên đi, tranh xả lắm, đẹp cực. Ok. Áo này 160k, áo này 160k, ai lấy comment cho em theo cú pháp. Áo cánh rơi, em kèm số điện thoại, áo cánh rơi kèm số điện thoại cho em nhá. À, quần em đang mặc có set đấy yêu nhá. Quần em đang mặc có set đấy chị ạ. Quần em đang mặc nó là set với áo khác ấy, nhưng mà em lười, kiểu em lười ấy. À, chốt áo này, cảm ơn áo cánh rơi kèm số điện thoại cho mình nhá. Em ơi hồng đất đây chị. Có người đấy mà chị mặc suốt ấy. Nó nhẹ tay nhẹ nó cách á. Mình cao 1m60 nhá. Đây Tuyết nhá. Cao 1m54, nặng 54kg. Để lát em xem, em thấy có một màu hồng đất nữa đấy chị Dung ạ. Chị Dung nhá. Mình cao 1m60, nặng 49kg nha các chị nhá. Mình cao 1m60, nặng 49kg nha các chị nhá. Cao 1m60, nặng 49kg ạ. Ok em nhá. Thâm Trần ok. Ok, đợi mình một xíu nhá. Đợi mình một xíu mình lên phao nhá. Có ai chốt áo cánh rơi 160k này, ghi áo 160k kèm số điện thoại cho em nhá. Áo 160k kèm số điện thoại cho em nhá, để em qua mẫu nhá. Áo 160k kèm số điện thoại cho em nhá, để em qua mẫu nhá. Rồi ạ. Xã Thạch Trung. Đây, chị nào hỏi áo bộ với quần này đây ạ. Chị nào hỏi áo quần với bộ với áo này đây ạ. Đây nó là một bộ đây các chị ơi. Đây là một bộ đây ạ. Chị ơi. Bộ này là 230k nhá. Bộ này là 230k nhá các chị nhá. Chị nào vừa hỏi bộ đây ạ. Bộ này là 230k nhá. 230k nhá các chị nhá. Bộ này 230k nhá. 230k ạ. Đây em đứng lên cho xem này. 230k nhá. Chị nào chốt bộ này ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ đỏ kèm số điện thoại 53kg đổi lên mặc vừa. 53kg đổi lên mặc vừa nhá chị nhá. 53kg đổi lên mặc vừa. 53 đến 60kg mặc vừa nhá. Chị nào chốt ghi là cho em bộ đỏ kèm số điện thoại. Chốt ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ đỏ kèm số điện thoại nhá, để em qua mẫu nhá. Lên dạ đi chị chờ xíu nhá. Có ai chốt bộ em đang mặc không? Bộ em đang mặc 53kg đủ lên mặc vừa. Giá là 230k. Chị nào chốt ghi bộ đỏ kèm số điện thoại cho em. Bộ đỏ kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Em qua mẫu nhá. Bộ đỏ kèm số điện thoại nhá. Đen thì nó mặc đẹp lắm. Đúng chưa?
Em cứ lấy bộ màu đen đi, màu đen hai dây màu đen đi xong rồi em ra lồng đi. Ra lồng thôi. Thank you em nhá, hôm nay chắc là bán được thế á. Hoa này hơi bị đắt hàng ấy nhá. Xin chào Thái Lâm. Có bộ màu khác không em? Có size 57kg vừa không? Bộ em, bộ đỏ em vừa mặc 57kg vừa đấy chị Thanh Thanh ơi. Em không có màu khác đâu. Em còn duy nhất một bộ đỏ em vừa mặc là 57kg vừa đấy ạ. 57kg thì mặc vừa đẹp vừa xinh luôn nhá. Em không có bộ khác đâu nha. Em còn duy nhất một bộ em vừa mặc thôi ạ. Em còn duy nhất một bộ đỏ em mặc là 230k thôi nha các chị nhá. Hải Yến bộ đó 58kg. Ôi trời, 58kg mặc đẹp luôn Hải Yến nhá. Bộ đỏ đó 58kg mặc vừa đẹp luôn nhá Hải Yến nhá. 57-58 60 cân thì mặc vừa đẹp luôn nhá. Có ai thích áo len em đang mặc không? Pha lông vũ ngắn này. Ok, chờ em một xíu, chờ em một xíu. Lên pha lông vũ đây. Lên pha lông vũ đây nhé. Có ai thích áo len em đang mặc không? Áo len em đang mặc không? Đen không? Không ạ. Dạ bà đây. Ừ, như mình mặc lộ đằng sau ra đằng trước ấy. Ok chị Kiều Anh, đợi em một xíu. Trong trong đấy nó lại không có hàng hàng lâu nữa, nó chỉ toàn hàng hè thôi. Thế á, hàng đắt luôn nhỉ. Có ai thích áo len em đang mặc không? Có ai thích áo len em đang mặc không ạ? Đấy luôn à? Mọi người để cổ như này đều được nhá. Hoặc là cho nó lệch sang bên đây đều đẹp nhá. Cho lệch sang bên đây cũng đẹp nhá. Chị ở đâu vậy chị? Chị ở Yên Bái nhá. Chị ở Yên Bái nhá. Chị ở cây ba Yên Bái nhá mọi người nhá. Chị ở km 3 Yên Bái nhá. Bộ thể thao đỏ 230k nhá. Em còn duy nhất một bộ thể thao đỏ 230k dành cho người từ 53kg đổ lên mặc vừa nhá. Chị nào chốt để lại cú pháp bộ đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Còn ai thích áo len em đang mặc không? Áo len em đang mặc không mặc. Áo len em đang mặc còn là 3 chiếc nhá. À còn ừ, áo len em đang mặc còn 3 chiếc nhá các chị nhá. Hai chiếc màu xanh và một chiếc màu sọc đen. Hai chiếc màu xanh và một chiếc màu sọc đen nhá các chị nhá. Hai chiếc sọc xanh và một chiếc sọc đen nhá các chị nhá. Đây các chị để đây như thế này cũng được này. Kéo đây cũng xinh này. Ship Hà Nội 25k nhá bạn nhá. Ship đồng giá 25k nhá. Xỉ bao nhiêu vậy chị? Mình không xỉ đâu bạn ơi. Cố gắng vài năm xong là về. Cho em xem bộ đỏ đi. Đấy. Thế con em lớn chưa? Chị mặc cho em xem bộ. Ok. Chiều khách vậy. Để mình lên lại áo đỏ cho mọi người xem nhá. Ôi trời, bé quá nhỉ. Bộ đỏ đây nha các chị nhá. Các chị chốt em lên cho em với bộ đỏ kèm số điện thoại nhá. Em không quay lại mẫu đỏ này nữa đâu ạ. Các chị nào chốt thì chốt luôn cho em đi ạ. Đỏ kèm số điện thoại nhá. Đỏ kèm số điện thoại từ 53kg đổ lên mặc vừa cho em nhá. Đỏ kèm số điện thoại 53kg đổ lên mặc vừa cho em nhá. Các chị nhá, chốt nhanh cho em qua mẫu nhá. Em không quay lại mẫu này nữa đâu ạ. Đây ạ, đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. Đỏ kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Vườn như kiểu em ạ. Đỏ kèm số điện thoại 53kg đổ lên mặc vừa. 53kg đổ lên mặc vừa 230k nhá. 53kg đổ lên mặc vừa 230k nhá các chị nhá. 53kg đổ lên mặc vừa 230k. Ai đặt hàng ghi cú pháp đỏ kèm số điện thoại cho em. Đỏ kèm số điện thoại cho em để em qua mẫu nhá. Còn một chiếc khoác len màu hồng đất này, một chiếc khoác len màu hồng đất này,
một chiếc khoác len màu hồng đất nhá. Một khoác len màu hồng đất 180k nhá. Em còn một chiếc khoác len màu hồng đất 180k nha các chị nhá. Ai chốt đi cho em khoác len hồng đất kèm số điện thoại nhá. Hồng khoác len hồng đất kèm số điện thoại cho em nhá. Ok, chốt cho chị Vũ Hường bộ đỏ. Chốt cho chị Vũ Hường bộ đỏ nhá. Em chốt cho chị Vũ Hường bộ đỏ nha. Áo len này, áo len màu hồng đất này. Em 55kg mặc vừa, 55kg mặc vừa đẹp luôn chị Vũ Hường yên tâm. Chị Vũ Hường yên tâm là 55kg mặc đẹp nhá, luôn đẹp luôn nhá chị nhá. Em đảm bảo cho chị là chị mặc đẹp luôn đấy ạ. Có ai chốt áo màu hồng đất mình đang mặc không? Len màu hồng đất mình đang mặc này có 180k với bao giá bao chất cho các bạn luôn nhá, chuyển hàng Quảng Châu luôn nhá. Chị Vũ Hường chị ý mua bộ đỏ, chị Dung ạ. À. Có ai thích áo khoác len hồng đất em đang mặc không? Còn duy nhất một chiếc là 180k, duy nhất một chiếc 180k nhá mọi người nhá. Duy nhất một chiếc 180k nhá. Ai chốt khoác len ghi là em len hồng đất, ghi là len hồng đất kèm số điện thoại nhá. Len hồng đất kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ là 220 chị. Vâng, bộ thể thao đấy chị Vũ Hường. Em chốt cho Vũ Hường rồi nhá. Xin chào Tú Linh nhá. Áo len em mặc chỉ còn mỗi một màu hồng đất này thôi. Màu hồng đất này đẹp mà. Màu hồng đất này đẹp mà. Len. Khoác len em đang mặc màu hồng đất này xinh mà. Mặc len tây lắm. 180k có 180k rồi chị ạ. Chất len dày dặn mềm mịn không bay không xù luôn nhá. Đang. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. À, chưa lại được nhưng mà cái này sẽ ghi là đợi đợi hàng. Dạ vâng, thế em đợi hàng đổ của chị lên rồi em gửi lại nhé. Dạ vâng. Em ơi có phao chưa để chị lấy cùng Vũ Hương? Hôm nọ em inbox cho chị, tí chị check giúp em với nhé. Vi Diệp. Ok, lát chị like xong chị check inbox nhá. Chắc là nó ở phần tin nhắn chờ ấy. Áo khoác len bao nhiêu em? Áo khoác len em đang mặc 180k nhá các chị yêu nhá. Len hồng đất. Chốt cho Hương Nguyễn, chốt cho Hương Nguyễn áo len hồng đất rồi nhá. Chốt cho Hương Nguyễn áo len hồng đất rồi nhá. Cô gái đúng không chị? Chị có vẻ thử không? Vâng. Em ơi, kéo lên cạnh rơi hình cô gái còn không? Còn. 26 này nè. Bao nhiêu tiền đấy nhỉ? 160k. Đây nhá em, một cái thêm bán chị 150k nhá. Chị này, trên cho chị chốt cái khoác len hồng đất em đang mặc. Chị Hương Nguyễn chốt trước rồi các chị yêu ạ. Chị Hương Nguyễn đã chốt áo len hồng đất rồi nhá. Áo len chị mặc bao nhiêu chị chốt rồi nhá. Áo len hết rồi nhá các chị nhá. Ship 25 chị nhá. Chốt cho Hương Nguyễn áo len hồng đất này. Sao? Có nữ ạ, nên là không có nữ ạ. À vâng, em nhớ cái áo đấy có màu nâu màu hồng thì bên ngoài lại chị ạ. À vâng, chào chị Hương Nguyễn ạ. À màu nâu vâng. Có phải em được vâng, cái đấy em đã hết rồi chị ạ, hết sạch luôn rồi. Đặt một chiếc đấy ạ. Vâng, còn chị đấy chị cô gái này luôn đấy. Vâng, thế chị đọc luôn cho em đây là địa chỉ nhá. Dạ vâng, thế em gửi. Dạ. Vâng, thế em dạ vâng, thế em gửi luôn. Vâng ạ. Vậy 220k em còn nhá. Vậy 220k em còn nhá các chị nhá. 330 ạ. Đường Trần Viện Điện Biên ạ chị. Đường Trần Viện Điện Biên ạ chị. Em không bán đâu, cái áo màu ghi này em được tặng đấy các chị ạ. Áo này em được tặng đấy, bao nhiêu người hỏi. Thôi chị xíu, chị còn mấy cái áo len này chị like luôn nhá. Chị còn mấy cái áo len này chị like luôn nhá. Có ai thích áo len nên đang mặc không ạ? Có ai thích áo len nên đang mặc không? Có chị nào thích áo len em đang mặc không?
áo len em đang mặc xinh quá này. Không thấy chị tính. Mọi người mặc như thế này cũng được nhá, mặc quần kéo lên sang bên này cũng đẹp nhá. Đó, mặc quần chân váy, mặc cái quần này, mặc quần bất kỳ em cũng thấy đẹp hết đấy. Em còn váy 220k nha các chị ơi. Tính chung là hai trăm hai mươi k em vâng. Còn nha các chị nhá. Vâng. Chị ăn nhiêu cân em có size từ S đến XL mà chị. Đây chị ơi, sau lưng đây nhá.
em có cả phao di lê nhá các chị nhá. Có phao lửng không? Lửng á? Em tưởng xem phần lưng. Vâng, chị Dung. Khổ quá em. Hôm qua đi lấy hàng ấy nhưng mà chất xấu quá nên em không lấy. Em đợi hàng chất đẹp em mới lấy. Có dạ dài trẻ nhá bạn nhá. Có dạ dài trẻ nhá. Mày ơi, bới cho chị mấy cái áo phao mà ngắn ngắn ra đây với. Em có phao di lê này các chị ơi. Em có phao di lê nhá. Nó mặc những cái áo này chả liên quan đến nhau ấy. Thay quần này vào bán quần. Hỏi gì ạ? Chị Dung hỏi gì đấy ạ? Tay em là gì vậy ạ? Chị Dung hỏi gì đấy ạ? Có dạ dài trẻ nhá, có dạ dài trẻ nhá các tình yêu nhá. Mình có dạ dài dáng trẻ nhá, mình có dạ đây này, có cái áo dạ màu nâu tây, dạ choàng dài đẹp lắm. Có cả màu đỏ luôn nhá. Có dạ dài dáng trẻ luôn nhá. Em đã lúc mình kéo lên cho mình bán. Mình kéo lên lúc bán cho mình. Bán đi ạ. Thế chị bán mốt kéo lên này cho em. Ừ. Ôi còn kéo lên lưu vàng đúng không nhỉ? Di lê ạ. À? Em có kéo lên lưu vàng. Ừ. Có đúng không? Áo di lê này bao cân vừa chị ta? Đi tìm. Chị ơi size L tầm 58-57 cân đổ lại. Áo di lê này tầm 57kg đổ lại mặc vừa nhá. Không ngắn đâu. Không ngắn đâu chị ơi. Không ngắn đâu, em mặc còn dài đây này. Không ngắn đâu nhá. Không ngắn đâu chị ơi. Em có 49-50 cân nên mặc nó bị rộng với cả bị dài ấy. Chị mặc chắc là vừa hơn em đấy. Chị mặc là vừa xinh hơn em đấy nhá. Di lê này từ 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Áo di lê này 58kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Áo di lê em mặc là 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Có mũ này này, mũ lông này có thể tháo ra được luôn nhá. Kia có điện thoại đỏ không chị ạ? Có dạ ngắn nhá. Có dạ ngắn nha các chị nhá. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào Nguyễn Yến. Quần em đang mặc giá 101 nha các chị nhá. Quần em đang mặc 110k. Ui đẹp thế. Quần em đang mặc 110k nha các chị. Quần em đang mặc 110k nha các chị. Cho xem nhãn dạ ngắn mới. Đợi em xíu. Đây ạ.
áo dạ đây nhá các chị nhá, áo dạ đây nhá. Áo dạ 420k nhá. Đây em đứng gần cho các chị xem chất này. 420k nhá các chị nhá. Áo dạ em đang like 420k nhá. 420k nhé. Mẫu này em có size S và size M. Mẫu này em có size S và size M nha các chị. Bạn nào hỏi à, dạ dáng dài đấy. Bạn nào hỏi lúc nãy hỏi dạ dáng dài đấy nhỉ. Quần em đang mặc 110k nha các chế. Quần em đang mặc 110k nha các chế ơi. Lờ ở ngoài đi em. Đây áo dạng kiểu măng tô dáng dài đây. Nãy chị nào hỏi áo dạng măng tô kiểu dáng dài đây, mặc cái này thì sang chảnh luôn này. Đây dạng dáng dài đây nha các chị ơi, dạng dáng dài đây nhá, dạng măng tô dáng dài đây, màu nâu tây nhá. Em còn loại này em còn một cái màu đỏ này, một cái màu đỏ tươi với một màu nâu tây nhá, rất là tây luôn nhá. 500k nhá, 500k áo em đang mặc nhá, bao giá bao chất cho các chị luôn, bao giá bao chất cho các chị luôn nhá, chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn nhá. 500k nhá, 500k nha các chị nhá. Ủa cái này đẹp hết. 500k nhá, mặc lên rất là tây luôn này. 500k nhá. Tây lắm. Các chị có thể mặc váy ở bên trong xong choàng nó vào, xong rồi vào nhà thì lại bỏ nó ra. Có ai thích áo dạ choàng anh đang mặc không? Áo dạ choàng anh đang mặc 500k nhá. 500k bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. 500k bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Em mặc áo phao dài xanh ngọc đi nhé. Ok chị. Áo phao ở trong chị ạ. Em xếp mà. Em xếp em nhớ có bộ hồng diễn đẹp cho anh rồi. Đúng khi còn màu vàng bò nữa. Minh Ân Từ nhá.
Đây mình ăn từ ơi, size S chỉ có dáng này thôi nhá, còn dáng tròn dài kia thì lại size M mất rồi. Mình ăn từ ơi, có cái đây. Cái form kiểu to mà chị. Hả? Cái form này to mà. Ừ to nhưng mà người ta hỏi size S. Thế đúng rồi, em xem với. Dạ có size nhỏ không? 47 kg. Đây 47 kg em mặc sang đây. Sang mẫu này cho chị, nói nhiều và níu hết cả lưỡi rồi. Đây 47 cân em mặc sang mẫu đỏ này cho chị xinh hơn nè. Trời ơi, người nhỏ nhỏ chỉ mặc size à, người nhỏ nhỏ mặc à, mặc ấy này thôi. Người nhỏ nhỏ thì mặc mẫu này thôi, Minh Ân Từ ơi. Người nhỏ nhỏ chỉ mặc mẫu này thôi. 47 cân thì mặc sang mẫu này đi. 47 cân thì mặc sang mẫu này đi, chị lấy S cho. Có phao suông màu đỏ không em? Không màu đỏ. Em không có màu đỏ đâu chị Nguyễn Thúy Ngà ơi. Em xem dạ lúc nãy chị mặc với ạ. À, ok Hải Trương. Minh Ân Từ nhá, người nhỏ nhỏ 47 kg thì chuyển sang dáng này cho chị nhá. Minh Ân Từ nhá, chuyển sang dáng này đi nhá, chuyển sang dáng này size S đi nhá. Mình lấy size S cho, cái mình đang mặc là size M. Cái này mình có size S nè. Nhỏ nhỏ như thế chị mặc cái này thôi, xinh mà. Thích màu dáng choàng kia thôi chị ơi. Giữ mẫu dáng choàng à? Ừ, nhưng mà nó là size M mất rồi. Nó là size M mất rồi. Có dạ ngắn không? Đây mình chỉ có dạ lưng lửng như thế này thôi mọi người nhá. Mình chỉ có dạ lửng này với cả dạ tròn dài thôi nhá. Mình chỉ có dạ lửng với cả dạ tròn dài nhá. Không có dạ ngắn hẳn đâu nhá mọi người nhá. Đây bạn nào hỏi cái áo, bạn nào hỏi cái áo dạ choàng màu nâu tây này, đây mình khoác lại cho mọi người xem nhá. Áo dạ choàng màu nâu tây mình khoác lại cho mọi người xem nhá. Mình khoác lại cho mọi người xem cái áo dạ choàng màu nâu tây này nhá. Đây, chị nào hỏi đây, cái này quá xinh luôn. Chỉ còn duy nhất một chiếc là ai nhanh tay nào, 500k. Bán nốt 500k nào. Các bạn ra ngoài shop không có giá này đâu nhá. Ra ngoài shop bên ngoài không có giá 500k này đâu nhá. Người ta chém các bạn 700-800 là chuyện bình thường nhá. Còn bình thường thì cứ 1 triệu thôi nhá. Đây, hôm nay em chỉ bán 500k thôi này. 500k một chiếc dạ tròn màu nâu tây nhá. 500k dạ tròn màu nâu tây size M. 500k dạ tròn nâu tây size M nhá. Dạ đỏ bao nhiêu ạ? Dạ đỏ 420k nha em yêu nhá. Hàng ruby nhá, dạ đỏ chị vừa mặc 420k nhá. Dạ đỏ 420k nha em yêu nhá. Dạ đỏ chị mặc 420k nhá. Có ai chốt áo choàng màu nâu tây này không ạ? Ai chốt dạ choàng màu nâu tây này không ạ? Ai chốt dạ choàng màu nâu tây này không ạ? Dạ đỏ có màu nữa không chị? Dạ đỏ thì chị chỉ còn màu vàng bò này. Nhưng mà vàng bò này là hàng free size ấy em. Nhưng mà cái màu vàng bò này là hàng free size ấy. Em ở Yên Bái nhá. Dạ như này nhưng có ngắn không có ngắn đâu nhá. Dạ mình đang mặc 500k, dạ đỏ mình cầm lúc nãy là 420k nhá. Mẫu bạn đang mặc bao nhiêu? Mẫu mình đang mặc 500k nhá tình yêu nhá. Mẫu em đang mặc 500k size M. 500k size M nhá. 500k size M màu nâu tây. Còn duy nhất một chiếc màu nâu tây thôi các chị nhá. Em còn màu khác đang mặc là như cái mẫu đang mặc là màu đỏ nhá. Em còn một mẫu đang mặc như dạ tròn như thế này nhưng mà là màu đỏ nhá các chị nhá. Không có size cho người 60 cân đâu chị ạ. Không có size cho người 60 cân đâu nhá.
đứng lên thử xem. Ok vợ duyên đây, mình đứng lên cho các bạn ngắm luôn nhá. Cái này xinh lắm, không mua thì tiếc luôn đấy. Còn duy nhất một chiếc thôi. Hôm nay chị mình chưa làm. Cân á. 50 cân vừa nhá. Linh Quách nhá, 50 kg vừa nhá. 52 kg vừa nhá. Vừa nhá các chị nhá. 50 kg đổ lên là vừa. 50 kg. Đến 56 kg vừa nhá. Có mẫu da ngắn không? Mình có mẫu da ngắn hơn nhá, nhưng mà là màu đỏ nhá, bảo cho Bùi nhá. Ai chốt cái này ghi là dạ nâu tây kèm số điện thoại cho em. Dạ nâu tây kèm số điện thoại cho em nhé. 500k nhá, 500k nhá. Có áo da đẹp dáng rộng không? Da áo da hay áo dạ hả Nguyệt Vũ? Có set bộ len không bạn? Vũ Hương, em chỉ có set váy len thôi ạ. Em chỉ có set váy len thôi chị nhá. Em chỉ có set váy len thôi ạ. 60 kg vừa không? 60 kg thì chỉ khoác được thôi chứ chắc không đóng được cúc đâu quá. Sáu mươi kg thì vừa đấy, nhưng mà em nghĩ là không đóng nổi cúc đâu chị ạ. Chị ơi, chắc là không đóng nổi cúc đâu quá. Size này là size M nhá mọi người. Size này là size M nhá mọi người. Áo em đang mặc áo em có màu đỏ đô 55kg nhá, có màu đỏ đô 55kg nhá. Áo này em đang mặc 500k nhá. Xét váy len lát mình lên nha, xét váy len lát nữa mình lên nha các chị. Em like luôn mấy cái áo dạ nha. Có mẫu manto dài mình đang mặc màu đỏ nữa nha các chị, màu đỏ nữa nha các chị. 55kg mặc vừa đấy ạ. Ai chốt mẫu này thì chốt cho em dạ nâu tây kèm số điện thoại nha, nóng quá. Một chiếc dạ măng tô dài này. Một chiếc dạ măng tô dài này các chị ơi. Size L nhá. Dạ măng tô dài size L nhá. Ok, chốt cho vợ duyên dạ nâu tây này. Chốt cho vợ duyên dạ nâu tây này. Chốt cho vợ duyên rồi nhá. Đây còn màu đỏ này, có ai chốt không? Màu đỏ cũng 500k nhá. Màu đỏ em đang mặc cũng 500k luôn nhá. 500k và còn 2 cái luôn nhá. Chị đọc em lại tên nhá. Số điện thoại luôn chị ơi. Ôi nó trôi tận đâu rồi ấy. Đây là gì cây? Vợ duyên. Nó ấy này nó mang nó đọc cho này. Nó đang tìm đấy. Đây mình còn hai chiếc như thế này nhá, hai chiếc như thế này nhá, mình còn hai chiếc dạ đỏ nhá các bạn nhá. Lee So Kyu ơi, em thích dáng dài như thế này đây nhá, dáng dài đây nhá, còn dáng lửng nữa đỏ đô nhá, còn dáng lửng đỏ đô nữa nhá, chỉ không có dài đâu. Em cao 1m6 nhá. Thử dạ dáng ngắn hơn đi bạn. Ok, Bảo Châu Bùi nhá. Em cao 1m60 nha các tình yêu. Em cao 1m60 nặng 49kg nhá. Em cao 1m60 nặng 49kg ạ. Áo em đang mặc là dạ đỏ tươi nhá, 500k nhá. Size L nhá.
55kg mặc vừa đây. Dạ đỏ đô 55kg mặc vừa đây. Bạn nào 55kg vừa hỏi nhỉ? Bạn nào 55kg vừa hỏi đấy nhỉ? Bạn nào 55kg vừa hỏi ấy nhỉ? 55kg đây tình yêu ơi. 55kg đây nha. 55kg mặc vừa size M này nha. Em còn một chiếc như thế này size S đấy. Em còn một chiếc như thế này size S đấy. Bạn nào hỏi dạ đỏ đô đây? Bạn nào hỏi dạ đỏ đô đây? Bạn nào hỏi dạ đỏ đây? 55kg mặc vừa nhá. Dạ đỏ 55kg mặc vừa đây nha các bạn ơi. 55kg mặc vừa nè. Đây bạn nào hỏi giá ngắn hơn đây. Mình có mẫu này size S với size M nhá. Mình có mẫu này mình còn 2 size đó là size S với size M nhá. Mua cho mẹ thì chuẩn rồi. Mẹ mặc hay mình mặc cũng đều đẹp hết nha. Mẹ mặc hay mình mặc đều đẹp hết nha. Đây có thể bỏ ra như thế này luôn nha. Các bạn không thích bó thì mình còn một chiếc áo đỏ này kiểu dáng suông ấy. Kiểu cái loại free size ấy, kiểu dáng suông ấy. Size S bao nhiêu kg vừa bạn? Hàng Berry bao nhiêu cân nhở? À, mẫu mình đang mặc là 420k nhá. Mẫu mình đang mặc 420k nha các bạn. Mẫu dạng mình đang mặc là 420k nhá. Mình có hai size, size S và size M nhá. Size S thì tầm 44-45 đổ lên 50 cân mặc vừa. Còn size M thì tầm tầm 48 đổ lên 52-53 cân mặc vừa nhá. Có màu be màu kem không chị? Không nha, mình còn duy nhất màu đỏ này thôi. Size L dạ dài qua gối. Size L dạ dài qua gối em chỉ còn màu đỏ thôi chị Oanh Minh Nguyễn ơi. 43 cân bạn ơi, hàng Berry mặc size S cho mình nhá. Hàng Berry mặc size S cho mình nhá, hàng Berry nhá. Hàng Berry đặt hàng để lại số điện thoại nhá, 420k nhá. Cái này 43 cân bạn mặc size S cho mình nhá. Mà mình cái này mình còn duy nhất là một cái size S và cái size M. Hàng Berry đặt hàng thì mình chỉ còn một cái size M thôi nhá. Hàng Berry đặt hàng để lại số điện thoại cho mình luôn nhá. Mình còn một cái màu vàng bò, mình còn một cái dạng màu vàng bò free size đấy. Size L dạ qua gối nhá. Đây ạ, size L qua gối đây. Size L qua gối đây chị Oanh Nguyễn ơi. Chị mặc lại cho em xem dạ dài. Đây, em đang mặc đây chị ơi. Đây size L đây dạ dài qua gối đây. Em còn 2 chiếc như thế này nhá. Em còn 2 chiếc như thế này nha các chị ơi. Em còn 2 chiếc nha. Cái này mặc lên sang lắm. Em không tìm thấy nick bà Phượng Duyên đâu. Vợ Duyên. Vợ Duyên ấy. Phải gì? Vợ Duyên. Cái quái này em ghi thành Phượng Duyên. Hết pin rồi, sạc đâu rồi? Sạc đâu rồi? Đây chị nào hỏi dạng dáng dài đây nhá. Sạc cạnh đây, sạc đen đi. Hỏi dạng dáng dài đây nhá. Sạc đen này có sạc được không đấy? Cũng chưa đến nữa. Nó là màu đỏ đậm đấy. Nó là màu đỏ đậm đấy nha. Đỏ đậm đấy. Đỏ đậm nha các tình yêu. Đây cái mình đang mặc mới là màu đỏ tươi này. Cái lúc nãy mình mặc nó là màu đỏ đậm đấy. Đây cái lúc nãy là màu đỏ đậm đấy. Da trẻ mặc được hết. Còn cái này mới là màu đỏ tươi này, mới là màu đỏ tươi nha các bạn. Áo mình đang mặc này là 500k nha các bạn. 500k chị nào đặt hàng để lại dạ dài đỏ cho em nhá, kèm số điện thoại cho em nhá. Dạ dài đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Dạ dài đỏ kèm số điện thoại cho em nhá.
kèm số điện thoại cho em nhé. Alo. Em chưa? Em á, em làm ở gần nhà, à, ở gần quán. Ở chỗ này á, số nhà 49 ở chỗ cái đường mà rẽ vào cái khe xến. Ờ đúng rồi, nó có cái đường rẽ vào khe xến ấy. Mà hỏi làm gì? Cái điên à, qua đây thằng điên này. Thằng quà ra chết rồi, chị đấy, chị nhận được quà rồi. Lúc nãy là đỏ đậm nhá, hàng Berry, lúc nãy là đỏ đậm nhá, lúc nãy là đỏ đậm nha em. Áo mình vừa mặc là 500k nhé, áo mình vừa mặc là 500k nha các bạn. Áo mình mặc lúc nãy là 500k nha các bạn, 500k nhé. Alo, chào chị ạ. Chị có phải chị có thích Facebook là vợ duyên đúng không ạ? Các chị có thích quần em đang mặc không? Các chị có thích quần em đang mặc không ạ? À? Quần em đang mặc có 4 size là S, M, L và XL nhá. S, M, L và XL nhá các chị. Quần em đang mặc có 4 size S, M, L và XL nhá. Ừ, đúng rồi, xem M. Chị bao nhiêu cân nhỉ? Xin chào Hương Sen nhá. Quần mình mặc đẹp mà. Không. Sọc này có 2 màu nhá, màu vàng với cả màu trắng nhá. Dạ choàng này là 500k nhá. Dạ choàng dài là 500k nhá. Dạ choàng dài là 500k nhá. Còn cái ngắn hơn lửng lửng này, còn cái ngắn hơn lửng lửng này là 420k nhá các tình yêu nhá. Đồng du ạ. Xin chào Nguyễn Quỳnh. Chị ơi, áo dạ này là 500 chị nhá. Vâng, với cả thêm. Dạ vâng, chuẩn sai ạ. À, thêm 3 nghìn. Chúc 20 tháng 10 đây. Quần bao nhiêu? Quần mình đang mặc 110k nhá. Quần mình đang mặc 110k nhá, có 4 size nhá, S, M, L, XL này, dành cho người từ 44 kg đến 60 kg nhá. Dạ dài có màu vàng không em? Em có cái màu vàng bò này chị. Em có màu vàng bò nha chị. Đây nhá. Em có màu vàng bò nhá. Em có màu vàng bò nhưng mà dáng là nó khác đấy nhá. Em có màu vàng bò nhưng mà là dáng khác nhá. Em có màu vàng bò nhưng mà là dáng khác nhá. Em có màu vàng bò nhưng mà là dáng khác nha. Em có màu vàng bò nhưng mà là dáng khác nha. Em có màu vàng bò nhưng mà là dáng khác nha các chị. Màu vàng bò nè, còn duy nhất một chiếc 400k. Duy nhất một chiếc màu vàng bò 400k nha các chế. Không có loại trơn đâu chị ơi. Mẫu thì em còn nhiều lắm, nhưng mà em phải like hết cái mấy cái dạ này đã chị ơi. Đỏ dài này là 500k nha các chị. Còn đỏ đậm này là 420k nhá. Đỏ đậm này là 420k nhá. Cái vàng bò em đang mặc nhá, hàng free size nhá. Hàng free size đây nha các chị. 400k, sale còn một cái duy nhất 400k nhá. Dạ ngắn hơn không chị? Ôi, mình không có dạ ngắn hơn đâu các bạn ơi. Mình chỉ có dạ lửng với cả dạ choàng dài hẳn thôi nhá. Mình có váy nè. Mình có nhiều váy. Mình có nhiều váy lắm luôn nhá.
Mình có cả váy luôn nha, 220k nha. Alo. Cho chị xem đỏ vàng nha. Số 49 ở số nhà 49, xong nó có cái ngõ bên cạnh ấy, xong rẽ vào cái nhà 03, nhà xanh xanh ấy. Không đâu, đến đi xuôi xuống một đoạn ấy, xong có chỗ đường rẽ vào khe xến ấy, đi qua trường Kim Đồng ấy, xong ở bên tay trái nó có một đường rẽ vào khe xến ấy, xong rẽ vào đấy thấy số nhà 49. Số nhà 49 xong ở bên cạnh nó có cái ngõ, xong là rẽ vào đấy, xong rồi cái nhà xanh 03 ấy. Đi được. Đây nha, mình có cả váy nha các bạn. Cho chị xem đỏ dài nha. Đỏ dài. Đỏ dài. Đỏ tròn dài à chị Thúy Huỳnh ấy, Thủy Huỳnh ơi. Đây nha chị ơi. Chị Thủy Huỳnh ơi, lấy cái áo đỏ dài này à? Cho chị xem đỏ dài nhá. Đỏ dài này size L đấy nha chị ơi. Đỏ dài là size L nhá. Đỏ dài này là size L nhá. Đỏ dài này là size L nhá chị nhá. Đỏ dài này size L này. Chị Thủy Huỳnh có chốt không ạ? Chị Thủy Huỳnh có, Thủy Huỳnh có chốt không ạ? Có chốt không đây? Chị ơi, chị có chốt không ạ? Để nhân viên bên em gọi luôn, chốt luôn nhá. Chị Thủy Huỳnh lấy thì ok cho em nhá. Chị ơi, chị lấy ok cho em nhá. Chị lấy đỏ, đỏ dài 500k à chị Thúy Huỳnh? Chị lấy đỏ này 500k đúng không? Chị lấy đỏ này 500k đúng không? Đúng thì chị ok cho em nhá. Chị đúng thì ok cho em nhá. Anh em gọi trả lại cho chị đi, xem bảo chốt đỏ dài 500k không? Ok chị Thúy Huỳnh nhá. Em còn một chiếc đỏ dạ dài, em còn một chiếc đỏ dạ dài cũng size L nha các chị ơi. Em còn một chiếc đỏ dài 500k. Ok, em chốt cho chị rồi ạ. Em chốt cho chị rồi chị Thúy Huỳnh nhá. Em còn một chiếc em còn một chiếc dạ đỏ dài nữa nhá. Em còn một chiếc dạ đỏ dài nữa nha các chị. Em còn một chiếc dạ đỏ dài nữa nha các chị. Em còn một chiếc dạ dạ đỏ dài nữa nha. Dạ vàng bò là dạ lửng à, bạn mình 1m51 mặc có dài quá không? Không dài đâu. Bạn 1m51 thì nó sẽ mặc đến đầu gối là vừa đẹp luôn nhá. Lúc đấy thì bạn mặc váy body bên trong, bạn khoác cái áo dạ bên ngoài, hoặc là mặc chân váy hay là mặc quần đùi ở bên trong nó cũng sẽ đẹp hơn nhá. Hiền Bùi Bảo Châu nhá, Bùi Bảo Châu nhá. Nó không bị ngắn quá, không bị dài đâu. Bao nhiêu áo vậy? Áo mình đang mặc 500k nha các chị. Áo em đang mặc 500k nha các chị. Áo em đang mặc 500k nha các chị. Áo em đang mặc 500k nha các chị. 500k nha các chị, size L nha chị. 500k size L nha các chị. 500k màu đỏ. Alo, chào chị ạ. Chị Thủy Huỳnh đúng không ạ? Có chị nào chốt đi thì để lại cho em số điện thoại đi ạ. À. Để lại số điện thoại cho em đi ạ. À. Em có cả dạ lửng màu đỏ nữa đấy. Dạ, 1m51 thì mặc nó sẽ đến đầu gối, mà lúc đấy mặc váy hay mặc quần đi, chân váy đều đẹp nhá. Chị ơi, chị mặc cái này có chật này rộng không? Chị bao nhiêu cân? Chị 50 cân. Đấy. Mặc như mẫu mặc luôn. Mặc được chị nhá. Chị cao mét bao nhiêu ạ? Mét 58. Được. Sai lầu. Sợ bị rộng không? Chị mặc cái đấy là cái gì? Có sai lầu đúng không? Sai lầu mà cái này chỉ còn sai lầu thôi. Mẫu bên em là chị là 49 này. Mẫu bên em là 49 cân. Ờ, cao mét 49 cân. Tức là chị mặc, nếu mà chị mặc size này không phải là nó fit vào người đâu chị nhá. Dáng này dáng rộng đấy. Dạ vâng, mặc size L. Tức là nếu mà chị thích mặc ôm thì cái này nó không ôm hẳn vào người đâu chị ạ.
Chị mặc như như em mặc trên live. Chị có lấy không ạ? Chị lấy ạ. Thế chị cho chị địa chỉ ạ. Chị Thúy Huỳnh mặc thì sẽ như em nhá. Vâng, chị Thúy Huỳnh mặc thì sẽ như em nhá. Chị thấy em mặc như thế nào thì ra ngoài chị em sẽ mặc như thế nhá chị Thúy Huỳnh nhá. Lấy đỏ 57kg 1m55. Ok, chốt cho Thủy Hồ 500k đúng không? Thủy Hồ lấy mẫu mình đang mặc 500k đúng không Thủy Hồ? Nếu mà lấy thì ok cho mình nhá. Mình cam kết đảm bảo cho các bạn. 57 mặc vừa đẹp luôn Thủy Thủy Hồ ạ. Chị mặc cái này thì vừa đẹp luôn, nếu mà 57kg thì mặc vừa đẹp luôn nhá. Vừa vừa thích đi kịp đấy chị ạ. Chị ơi, cái áo dạ này là 500 đấy chị nhá. Chị Thủy Hồ chốt cái 500 này đúng không ạ? Chị chốt này cái 500 đúng không ạ? Vâng, chị nhắn tin xuống đây cho em ạ. Chị Thủy Hồ chốt cái 500 này đúng không ạ? Nếu mà phải 500 thì chị chốt cho em nhá. Alo. Em chưa like xong đâu nhá. Hả? Cửa nào? Vãi. Đây đây chờ tí. Ok, chốt cho chị Thủy Hồ nhá. Chốt cho chị Thủy Hồ nhá. Chị ra ngoài tí. Thủy Hồ. Các chị đợi em một xíu nhá. Chị đứng lên em xem với. Gì đây? Chị đứng lên em xem với. Cái thằng danh con nha. Nó đã ấy nghe được. Chị đứng lên em xem với. Mẫu đó mình chốt rồi đúng không? Vâng. Đây em có một cái này hình như là first size ấy. Đây một chiếc áo màu đỏ first size nha các chị, một chiếc áo màu đỏ đậm first size nha. Một chiếc áo đỏ đậm first size nha. Một chiếc áo đỏ đậm free size nha các chị. Cái này 420k. Mẫu em đang mặc 420k nha các chị. Mẫu em đang mặc 420k nha các chị. Mẫu em đang mặc 420k nha các chị. Áo dạ màu đỏ size giờ đúng chị. Dạ vâng chị cho em. Dạ. Sao chị ơi? Chị ơi bên em không có dịch vụ đủ kiểm chị nhé. Chị cứ nhận hàng bên em về trường hợp mà chị kiểm tra thấy bên em gửi sai.